Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt, vở bài tập tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề: Đi học vui sao? Bài 11, cái trống trường em. Trang 24. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập nhé. Trước tiên chúng mình cùng nhau làm bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu như sau. Tiếng trống trường trong khổ thơ cuối của bài đọc báo hiệu điều gì? Đánh dấu tích vào ô trống trước đáp án đúng. Có 3 đáp án để chúng mình lựa chọn. 1. Đến giờ ra chơi. 2. Đến giờ vào lớp. 3. Bắt đầu năm học mới. Để chúng mình lựa chọn được đáp án đúng, các em hãy đọc lại khổ thơ cuối của bài Cái trống trường em để chúng mình lựa chọn đáp án đúng nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Trong khổ thơ cuối của bài Cái trống trường em, chúng mình nghe cô đọc lại khổ thơ cuối của bài nhé. Kìa trống đang gọi tùng 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 tùng, vào năm học mới giọng vang tưng bừng. Như vậy trong khổ thơ cuối của bài đã báo hiệu cho chúng mình biết đó là bắt đầu vào năm học mới đấy. Vậy tiếng trống trường trong khổ thơ cuối bài đã báo hiệu cho chúng mình bắt đầu một năm học mới. Cô giáo lựa chọn đáp án đúng ở đây, đó là đáp án số 3. Như vậy, cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1 rồi đấy. Tiếp tục, chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Đánh dấu tích vào ô trống dưới từ ngữ trong bài đọc nói về trống trường như nói về con người. Để trả lời được các câu hỏi này, chúng mình sẽ đọc lại bài đọc Cái trống trường em để chúng mình lựa chọn xem trong các từ ngữ này thì từ ngữ nào nói về trống trường giống như nói về con người nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Như vậy, trong bài đọc, những từ ngữ nói về trống trường như nói về con người đó là ngẫm nghĩ, trong câu thơ trống nằm ngẫm nghĩ, và từ mừng vui, trong câu thơ nó mừng vui lắm, và trong đây còn có từ ngữ đó là từ buồn, buồn không hà trống. Như vậy đây là những từ ngữ nói về trống trường giống như nói về con người đấy. Còn từ đi vắng là không đúng các em nhé. Vậy chúng mình sẽ lựa chọn đáp án đúng ở đây, đó là ngẫm nghĩ, mừng vui và buồn. Như vậy cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi đấy. Tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập số 3 nào. Bài tập số 3 yêu cầu như sau. Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp. Các từ ngữ đó là đi vắng, cái trống, nghiêng đầu, giá, gọi, ve. Đây là các từ ngữ đã cho sẵn ở trong ngoặc đơn. Nhiệm vụ của các em là phải đưa đúng các từ ngữ vào hai nhóm thích hợp. Nhóm thứ nhất, từ ngữ chỉ sự vật. Nhóm thứ hai, từ ngữ chỉ hoạt động. Vậy chúng mình phải nhớ lại bài từ ngữ chỉ sự vật là những từ ngữ như thế nào? Từ ngữ chỉ hoạt động là những từ ngữ chỉ như thế nào để chúng mình có thể làm bài tập này đấy. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta lựa chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn vào hai nhóm thích hợp nhé. Mời các em bấm dừng hình để làm bài nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở đây từ chỉ sự vật đó là những từ cái trống, giá, ve. Từ ngữ chỉ sự vật là từ chỉ người, con vật, đồ vật và cây cối các em, hiện tượng tự nhiên. Tiếp tục chúng mình sẽ lựa chọn các từ ngữ chỉ hoạt động đó là
đi vắng, nghiêng đầu, gọi. Đây là những từ ngữ chỉ hoạt động. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi đấy. Tiếp tục cô cho chúng mình cùng nhau làm bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu như sau: đánh dấu tích vào ô trống dưới lời tạm biệt bạn bè khi bắt đầu nghỉ hè. Các em ạ, khi bắt đầu nghỉ hè thì chúng mình sẽ phải chào tạm biệt bạn bè, thầy cô để chúng mình nghỉ hè đấy. Vậy ở đây chúng mình chào tạm biệt để nghỉ hè như thế nào? À, các em ạ, ở đây chúng mình chào tạm biệt các bạn khi nghỉ hè thì mình sẽ phải nói lời tạm biệt bạn và hẹn gặp lại bạn vào hè sang năm. Vậy ở đây trong 3 đáp án, đáp án thứ nhất: ôi, chào cậu, lâu lắm mới thấy cậu đấy. Ý thứ hai: chào cậu, nghỉ hè vui vẻ nhé. Ý thứ ba: hẹn gặp lại cậu ngày mai. Vậy chúng mình sẽ lựa chọn đáp án nào là đáp án đúng? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta lựa chọn đáp án đúng nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Đáp án thứ nhất: ôi, chào cậu, lâu lắm mới thấy cậu. Đây là đáp án không đúng với lời tạm biệt bạn khi nghỉ hè đâu. Ý thứ hai: chào cậu, nghỉ hè vui vẻ nhé. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Đây chính là lời chào tạm biệt bạn bè khi bắt đầu nghỉ hè đấy. Ý thứ ba: hẹn gặp lại cậu ngày mai. Đây không phải là đáp án đúng, không phải là lời tạm biệt bạn khi bắt đầu nghỉ hè. Do đó chúng mình lựa chọn đáp án đúng ở đây, đó là chào cậu, nghỉ hè vui vẻ nhé. Vừa rồi cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 4. Tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau làm bài tập số 5 nhé. Bài tập số 5 yêu cầu như sau: viết vào chỗ trống trong bảng theo mẫu. Các em hãy quan sát, ở đây có hai cột. Cột thứ nhất đó là điều em thích ở trường em. Cột thứ hai là điều em muốn trường em thay đổi. Ở đây có hai câu mẫu. Mẫu thứ nhất là điều em thích ở trường em, đó là có nhiều cây xanh. Cột thứ hai mẫu là điều em muốn trường em thay đổi, đó là cầu thang rộng hơn. Như vậy các em hiểu trong ở đây có hai ý. Ý thứ nhất là điều em thích ở trường em có những gì làm em thích. Và cột thứ hai đó là em mong muốn trường em thay đổi như thế nào. Thì chúng mình sẽ ghi ra theo hai cột nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập số 5 nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Đầu tiên, chúng mình sẽ nêu những điều em thích ở trường em. Cô giáo có thể đưa ra một số những điều mà em thích ở trường em như sau. Chúng mình có thể tham khảo, không nhất thiết phải giống đáp án của cô nhé. Điều em thích ở trường em là có nhiều phòng học đẹp. Lớp học có nhiều bàn ghế đẹp. Lớp học có tivi và có sân bóng. Như vậy đây là những điều em thích ở trường em. Tiếp theo đó là điều em muốn trường em thay đổi. Đó là có thêm nhiều cây xanh, có phòng học vẽ tranh, có thêm hồ bơi và có thêm phòng học mới. Như vậy chúng mình thấy ở đây chúng mình đã viết được vào chỗ trống theo bảng hai điều, đó là điều em thích ở trường em và điều em mong muốn trường em thay đổi đấy. Như vậy tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.